Vâng, bây giờ chúng ta cùng tới với những thông tin thời tiết thưa quý vị. Chưa đầy 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Những ngày trước Tết này ở miền Bắc lại đang có vẻ ấm lên và gần như là Tết những năm gần đây không còn rét sâu như là những năm trước đúng không ạ chị Quỳnh Anh? À, dạ vâng, chắc hẳn là anh Dũng vẫn còn nhớ là những năm gần đây Tết ở miền Bắc thường xuyên là xuất hiện nắng ấm ạ. Và có những năm mà tôi còn mặc được áo cộc tay đi ra ngoài đường nữa. Thưa quý vị và các bạn, đúng là theo xu thế biến đổi khí hậu, thời tiết ở toàn miền Bắc nói chung cũng như là tại thủ đô Hà Nội nói riêng đã có thay đổi rất nhiều. Trong ký ức của mình là Tết ngày xưa là có không khí lạnh. Tết là rất là rét và có hoa đào, có hoa thực dược, hoa violet là những cái ngày Tết của tuổi thơ. Chúng tôi làm quất là mấy năm gần đây là thời tiết là ấm lắng. Những cảm nhận ấy cũng rất trùng khớp với chuỗi số liệu khí hậu các chuyên gia khí tượng thủy văn theo dõi. Những năm 80 của thế kỷ 20, hầu như năm nào Tết ở thủ đô Hà Nội trời cũng rét. Đặc biệt như năm 1988, nhiệt độ trung bình ngày xuống chỉ còn là 9,5 độ. Đến những năm 90, chỉ có 5 năm xảy ra rét đậm rét hại vào những ngày Tết, nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ. Thay đổi rõ rệt nhất có thể thấy là từ năm 2000 trở lại đây, số năm có rét đậm rét hại thưa dần. Đặc biệt là kể từ năm 2014 trở đi, đã không còn xảy ra rét đậm rét hại vào những ngày 30, mùng 1 Tết. Nhiệt độ trung bình ngày hầu hết đều trên 20 độ, thậm chí là năm 2019 có ngày còn lên tới 26 độ. Xu hướng thời tiết của những ngày Tết thì là đang có xu hướng ấm lên. Và trong cái tương lai thì cùng với sự biến đổi khí hậu, cùng với xu hướng ấm lên của nhiệt độ toàn cầu, thì chúng ta có thể nhiều khả năng sẽ đón những cái Tết ấm và những cái Tết mà có cái trời nắng ráo. Những ngày Tết rét buốt và mưa lạnh đặc trưng ở miền Bắc cũng như thủ đô Hà Nội giờ có lẽ chỉ còn là ký ức. Vâng, đúng như chúng ta vừa thấy đó là rất nhiều người ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung là chia sẻ về những cái thay đổi rõ rệt về điều kiện thời tiết trong những năm gần đây. Thời tiết đã nắng ấm lên trong dịp Tết, không còn cái rét đặc trưng nữa đúng không chị Quỳnh Anh? Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Và cũng so với các khu vực khác thì so với miền Bắc thì chúng ta cũng có thể thấy là thời tiết ở các khu vực khác ít có sự biến động hơn. Ở Bắc miền Trung như là tại Huế thì trong vòng 30 đến 40 năm qua thì cũng chỉ có năm 1996 là xảy ra rét đậm, còn lại thì trời rét vừa phải. Qua đèo Hải Vân vào đến Đà Nẵng thì số năm rét chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu như năm nào trời cũng lành lạnh, khá dễ chịu. Đối với khu vực Nam Bộ thì có hai mùa là mùa mưa và mùa khô. Tết lại trùng với thời điểm giữa mùa khô nên người dân ở khu vực này đón Tết với thời tiết khá ổn định trong suốt mấy chục năm qua. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác, Tết thường nắng ráo, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 31 đến 33 độ. Chỉ cá biệt là vào năm 2010 là người dân đón Tết trong điều kiện nắng nóng và nhiệt độ cao 35 đến 36 độ. Và do miền Bắc không có thời tiết ổn định như ở khu vực Nam Bộ nên là trước mỗi dịp Tết thì mọi người khá là phức phỏng chờ thông tin dự báo. Ai cũng kỳ vọng là một dịp Tết có cái tiết trời nó đẹp nhất có thể. Với những người buôn bán thì hàng hóa đỡ bị hỏng, hoa nó đỡ nở. Rồi chúng ta ở nhà thì đồ ăn cũng được tươi ngon lâu hơn, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng đã có một cái cuộc phỏng vấn nhanh đối với người dân ở khu vực Hà Nội để lắng nghe về những cái mong muốn của họ trong cái thời tiết Tết sắp tới trong năm nay ạ. Chúng ta hãy cùng theo dõi. Mình cũng mong là Tết thì mình cũng không có lạnh quá và trời nó ấm một chút để cho mọi người có thể đi du xuân, có thể đi chùa. Ai cũng mong muốn thời tiết là thuận lợi để cho hoa đào nở đúng dịp Tết. Sau những ngày rét thì là bây giờ đã có những ngày nắng ấm. Sau đó có những cái rét đợt rét nhẹ là đúng là cái kiểu xu hướng của mùa xuân ấy. Tết thì thường mình thích là rét lạnh thì chơi hoa nó sẽ được rất là bền, hoa cũng đẹp hơn. Năm nào mình cũng muốn chơi hoa sớm. Ví dụ ông cậu ông táo đã có một cành hoa ở trên ban thờ rồi, nó ấm áp nhà cửa. Mong muốn thời tiết đẹp, có thể là có mưa như hơi nhỏ nhỏ để có mới có phảng phất mới vị là của ngày xuân. Nhưng mà thời tiết nó sẽ lạnh và mát để thuận lợi cho người ta đi du xuân. Và thưa quý vị, như vậy là mọi người có thể có tạm yên tâm về dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Hà Nội hầu hết miền Bắc sẽ có thời tiết nó dễ chịu, không rét đậm rét hại nữa, và
trước mắt thì thời tiết vẫn đang ấm lên, thì không biết chuỗi ngày tới kéo dài như thế nào? Ngay sau đây thì xin mời anh Dũng cũng như là quý vị khán giả hãy cùng tôi theo dõi diễn biến thời tiết tại thủ đô Hà Nội cũng như là các nơi khác. Trong dự báo là ở miền Bắc thì chỉ còn nắng ấm và tăng nhiệt trong nốt ngày mai thôi, bởi là sang tới đầu tuần mới sẽ có thêm hai đợt không khí lạnh tăng cường xuống. Cụ thể đợt đầu tiên là vào khoảng ngày thứ 2 và thứ 3 tuần sau. Khi mà không khí lạnh tăng cường xuống thì nhiệt độ sẽ giảm khoảng 2 đến 3 độ so với ngày hôm nay, xuống còn mức 22-23 độ. Trời có thêm mưa nữa nên cảm giác là se se lạnh. Đến ngày thứ 5, không khí lạnh mới tăng cường mạnh hơn và nhiệt độ ban ngày sẽ không vượt quá 18 độ và trời chuyển rét. Đó là diễn biến tuần tới, còn trong ngày mai tại miền Bắc vẫn khá là ấm áp. Riêng buổi sáng quý vị lưu ý là vẫn có một lớp sương mù bao phủ miền Bắc do là gió đông, đông nam dồn ẩm từ biển vào trong đất liền. Đến trưa chiều thì sương sẽ tan bớt, trời hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ tại các thành phố sẽ tăng lên ở mức là từ 20 đến 25 độ. Tiếp theo như thường lệ sẽ là thông tin dự báo chi tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Tại thủ đô Hà Nội, đêm nay và sáng mai có sương mù, nhiệt độ thấp nhất là 16 độ. Trưa chiều mai có nắng ấm, nhiệt độ tăng lên 25 độ. Thành phố Đà Nẵng trong đêm nay không mưa, se se lạnh 20 độ. Ngày mai nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 26 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay tạnh giáo 23 độ. Sáng ngày mai và buổi trưa nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Chiều tối mưa trái mùa quay trở lại, chủ yếu là mưa rào ngắt quãng, rất nhanh.